Trên thực hành đó, trên bàn ở tổng dụng này của trên hộp cho phép bị thỏa bằng mẹ. Sau đó, Microsoft One mà ở trên bàn đi xuất trên này sẽ nó Insert Table mới lại bà. Insert Table mà Table sửa chi bà đấy. Table sửa hạ lưu dưới lại bà. Đi phải cả robot, đi phải cả con này mà nó. Cô làm một chậu cụ của cô chế cụ 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 chạy tạo dụ lưu dạo đấy. Để mà xe cụ ta bia thả về mẹ. Xe nó cụ mà cả nhai dụ lưu dạo bà đấy. Sau đó, cho nó column 5 khu dụ lại mẹ. Vì đó row á row á để lau dụ lại mẹ. Sau đó cô lưu trên này nhạc bị xuyên click này lại bà. Sau đó chân rồi lưu table tập cụ nhạc bà bì. Thì thế mà chân rồi lưu ở dám xây dựng tập cụ lý. Chân nó hẳn đi chìa hông number date item quantity price. Sau đó gì mà bị hiện đi table luôn cho nó rồi, số cho bà số cho nó rồi, nào mà total số ra cô làm lấy được cô thế trên này số cho bà số, ai lo thế trên ví dụ nào thà ở đây là mà yêu trên đâu số em bảo lâu lâu làm số đó, select mà lại bà select mà ví dụ insert số ra theo mình bà insert column to the left số em đi phải mà nào thà column được cô giao làm mẹ insert column to the right số em thì right phần mà đi phần mà cô làm được cô giả làm cái nó lo giả làm vào đấy thì làm mà total số rồi như này nhé số rồi đi cầu liệu là chân thế này mà số nó take này đi cầu number này quất đi trả lại của nó cô lo từ lo chỉnh như lo giả vào đấy thì ở poli hồ cả xã lý trả lại bảo bên hồ phải đi phần nhà bông sản đi trả về số lo cô chạy từ lo lại nghi lâu dài vào đấy 0 nhưng mà 01 Descartes 24 May 2021 0 bên này mẹ item đó LAP TOP laptop quantity at the code price cả đó tôi sẽ tham khảo thì lý tính 0 cho nó bên này mẹ Twitter đó tôi sẽ tham khảo tính của nó đưa ra 02 26 May 2021 CPU CPU lại mẹ lượt này của nó CPU được phụ tự tính quay đồ trên nó tự tính quay vào mẹ rồi nào sorry bà nào được phụ tại bố không lại bà 28 mà để ghi lên nhà mà chúng ta dot đúng mà ghi vào này nhà mà này mà dot thì dot thì ghi vào take thì ghi lên sheet của nó take thì ghi mà phải nó dot này ghi đó mà vào đấy thì mà đó ram số bao nhiêu này mà ram là chao để chao u ngã đào sẽ thẳng thao mà tụt trở lại đó thì tính của nó là tính số chả bao số đi cao liu table liu ta lạ lấy lô chế select lô này mà select lô rồi em mà design thêm mà vô nó design thêm mà table format thì chỉ vào đấy đi lô lấy số chả bao số đi lô lấy sẽ tả này vô nó bù rồi chỉ lô cao ta vào đấy rồi nào được qua ba biểu sẽ chỉ thế này rồi insert thêm mà đi mập yoga mà now awa hoa lê rê có now tạm nhai yê xia chi để sụt chapa so tebu kong lai ba tebu kong miro tebu kong miro nhai tay yu buya ba nhai tay yu buya ba rê rô alo mà yu chen lê ma đi bô plus leo tân hay lai ba tân hay lai ao cha 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 ba rê alo ao cha biro nhai tay biro yi luya ba rê là rồi insert table lo insert lo đó mà nó ví dụ khuôn nào đó là mình lo chế insert lo above này insert lo below số ví dụ chỉ bảo này số giờ bảo số number four mà 30 May 2021 mà DESK desktop đi cầu lưu cho nó rồi chỉnh như thế
đi nhà liệu này lại bà alo bây giờ tu này có đi lô chén đó tu sa sẵn đó lão đây à lô chén này xuống nách chân này lại bà nách chân này xuống alo lô lấy phía đó về em á đi con này nách chân này lại mày xuống alo tu sẵn đó lão đi vào nó sẵn đó lão đi alo phía đó bà này bên đi con này chạy đó lão xì lô nhà vào nó nhà ấy thật bây giờ xì lô nhà bà này item mà rồi nằm em nhà lịch sử rồi em à desktop computer bên web bao ngoài SOPP ngoài tu đi con số sa tu a tu ở thêm mà chat tu a vào đấy Microsoft Excel thêm mà số nó sa ở mà mình chat bên này đi đánh xếp biểu đồ toàn lịch sử vào đấy anh lục xin này số nó Alt Enter số biểu này à nhà đấy của nó đi mà nó mới nhà bảo số nó Microsoft đi Excel mà nó lùi đấy của nó with power SOPP ngoài supply item one chọn tên khoe số chọn số nhưng mà chủ trương nó chọn tên khoe lâu sẽ nó table sau thằng này lúc nhiều lên mà đấy số nó lâu được qua cho nó exercise lâu vụ photo lấy thẻ bên này mẹ bên lâu lâu mà lấy số nào nó cho nó cho chạm bị to bạn đấy số nó đã exercise được của nó bây giờ nó not exercise to go up now exercise to go let you know exercise to go up no go up go low yeah man low new you know the animal look yeah over net below low yeah man let's you know you know you can be to up on me cho video á nên nên share này rồi nó nào video mà phải cho nó lúc đẹp bóng sáng cho nó biểu biểu vào mấy cô đó nên nên lấy biểu sẽ share cho nên nên lấy biểu biểu vào mấy rồi đi số cha và số đi column này cô bound chain đi column này cô select lâu lại mà select lâu lại biểu rồi em à mask cô này vào mấy mask cao mà này mình thiếu right click của này lại ba này ví dụ max sales ví dụ lâu lâu ba max sales rồi có đi nó có bao lại thà ba nó có được cô đấy chứ không lâu lại thà ba nó hello số cha ba số đi cao này đi cao mu bao chén đi cao nó có select lâu lại ba pin max sales lâu lâu ya ba đấy đã max sales của nó max lâu đẹp không sao pin nào đặc khu à bảo lấy số đó các khu số giao số đi cao ô phía trên này table đặc khu luôn ô phía trên này đi đánh phía lại mấy số à sorry bạn đi đánh yu à phía luôn mấy anh muốn nói đặc khu lấy phía luôn mấy anh là phía tập vào đấy đã cho nó đi format đặc khu lâu thả lâu của nó đi design thế à thì format đặc khu cho nó yếu tố thả lâu còn phía lâu dài mà nó để mà đề vào tí tí lít khu sau chi lành ấy sau đó đi lưu table đi à phía lâu mới ra đi phía tập vào này sau đó qua đi table đặc khu luôn phía trên này sau đó vào đi đánh khu đó cho nó phía trên này này phía này thằng nó ai lúc phía lúc mà ra khe u sửa nó bảo đi nha mẹ sửa sửa đi cao muốn select luôn này bảo đi anh ấy anh muốn select luôn này bảo pin right click luôn này bảo delete để bảo này phía lúc ra bảo đấy khu nào đó cho nó chụp luôn của nó luôn qua phía lúc mà ra đó và phía lúc này mà đi sửa rồi thì mà đi lên được cái gì mà nó và delete để bảo này phía lúc ra bảo đấy rồi đi làm sửa nó table này bắt đầu rồi tụi tôi nhận nhau rồi lúc đó mình cho nó biểu lên mà đấy nào video mà cho nó đi table xoay lại đi của nó đi cao mình lúc xoay mà lấy số đầu đi biểu ra mẹ của cô xoay mà của nó